cần rỡn của tôi đây chỉ thích ăn. Quẩy lên. Mày chừa bố à? Thôi nhảy ra đi. Tao lại gì mày? Rồi rất kiểu hay cái kiểu dọa cái xòe này. Nhớ ông mới chơi tưởng xòe mềm. Nhảy phát lóc lồng thằng sáng phết đi cũng sẽ kiểu cánh ca tre. Cảm giác cứ sợ sợ cái gì. Xòe dọa ra. Nhảy bổ luôn. Cái đứa ăn thua rồi hay ngó đằng sau. Ăn thua thanh niên này rồi.
Nhảy lên cành đi. Nhảy lên cái mồi nó nhấc ngược này. Sút. Sút sút sút. Này không sút. Này mà đéo sút à. Cái gì đây? Thanh niên cứ nhảy ra nhảy vào làm gì? Mồi sau con đang ho. Nhìn chả có cái gì là muốn đá. Cảm giác nó cứ đấu thế nào nhỉ? Né né thì chết nào. Đứng thế này trực kia mà không sút. Cứ đứng lên một tí cho nó bay ra luôn thì đá làm sao rồi. Mồi cứ lăm xăm lăm xăm.
Ui à. Chịu. Căng. Cơ bản là căng. Hay xòe dậy mùi hết. Mà cảm thấy nó không mau ra lắm rồi này. Nhảy lên này. Đấy, lại xoè. Hay cái hay căng hay xoè hết. Lì thật. Này mà không sút. Con này cứ đậu vào cái cành thế một cái mấy cái tí nó bay đi rồi. Vẫn có nhìn. Ở không sút. Nhiều con thấy nó sút, nhảy vào cái thằng con kia mồi sụp lên là kiểu gì nó sút. Con này thì ngoại nữa. Cảm giác nó rất bình tĩnh. Con nào chém mà sao. Đấy, chết. Vãi chưa, vừa mới quay ra thì bị chết. Thôi được rồi, cũng đã chết. Cảm ơn anh em xem clip của Bộ Khánh Linh nha.